Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình ha. Kênh của mình là Ổ Hố TV. Thì ngày hôm nay mình sẽ dắt mọi người tham quan chùa Bổ Long ha. Chùa Bổ Long được thành lập vào năm 1942. Chùa Bổ Long còn được gọi cái tên khác là Thiền viện Tổ đình Bổ Long, là ngôi chùa có kiến trúc Thái Lan nổi bật nhất Sài Gòn, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tầm 20 km. Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo này là nơi tham quan, lễ Phật yêu thích của người dân thành phố các vùng lân cận. Là một trong những ngôi chùa ở Sài Gòn gây ấn tượng bởi nét kiến trúc độc đáo, chùa Bổ Long quận 9, tọa lạc ở đường Nguyễn Xiển, được xây dựng vào năm 1942. Chùa nằm trên khuôn viên rộng 11 hecta, cụ thể là ngọn đồi phía tây sông Đồng Nai, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km. Theo hệ Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, chùa chỉ có tượng Phật Thích Ca và không bao giờ thắp nhang như các hệ phái khác. Đây chính là điểm khác biệt cũng như là sự đặc biệt của chùa. Nơi đây có một không gian yên bình và thanh tịnh, kiến trúc luôn gây thu hút mắt người nhìn. Điểm nhấn của ngôi chùa là bảo tháp Gotama xây dựng vào năm 2007 và hoàn thành sau 6 năm. Bảo tháp là nơi thờ Xá Lợi Phật và các chư thánh tăng. Bảo tháp rộng trên 2.000 m², cao 70 m, được xây dựng theo nét văn hóa Phù Nam. Xung quanh là các tháp nhỏ, đều làm bằng đồng và có màu vàng ống. Kiến trúc của chùa mang nét Phật giáo Nam Tông đặc trưng trong vùng Đông Nam Á, với các họa tiết trang trí như rồng uốn lượn tạo thành mái vòm, hoa văn nổi, phù điêu, bánh xe, chuyển pháp luân, do có đỉnh tháp sơn vàng và cấu trúc của tòa tháp giống như một số ngôi chùa ở Thái Lan, nên nhiều người quen thuộc gọi đây là chùa Thái Lan. Nơi đây luôn thu hút một lượng khách lớn đến cầu bình an và thưởng ngoạn không gian an yên, thanh tịnh. Và sau đây mình sẽ dắt mọi người đi vòng quanh chùa Bổ Long, mời mọi người cùng đi theo mình nhé.